Vâng, nhà đất Phạm Thọ xin kính chào tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư. Thì như thường lệ, hôm nay quay trở lại dự án Cát Tường Phú Hưng tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thì em Thọ xin giới thiệu tới tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư một cơ hội đầu tư rất là tuyệt vời. Thì hôm nay em xin giới thiệu với tất cả quý vị khách hàng đó là một cặp nền hàng hiếm của dự án Cát Tường Phú Hưng. Cặp nền này thì nó thuộc block B12, có diện tích là 10 x 25 anh chị nhé. Và cặp nền này hiện tại anh chị chủ đất đang bán với một mức giá là 4 tỷ 400 triệu cho hai nền luôn anh chị ạ. Và cặp nền này là một trong những cái cặp nền VIP của dự án Cát Tường Phú Hưng, tại vì nó nằm ngay cổng vào của dự án Cát Tường Phú Hưng và nằm trên trục đường đại lộ Khải Hoàn có lộ giới là 28m. Trên trục đường này thì 100% các căn nhà xây dựng lên là đều có người ở hết rồi anh chị nhé. Nhưng mà chủ yếu là bên chủ nhà không ở mà cho thuê kinh doanh buôn bán đấy anh chị. Vì trên trục đường này là kinh doanh buôn bán cực kỳ tốt luôn, nó nằm ngay cổng vào của dự án mà. Và đường này lại đường lớn nữa, cho nên là khu vực này là khu vực kinh doanh và xây nhà lên đấy là người ta thuê ngay anh chị nhé. Như trục đường này bây giờ giá thuê khoảng từ 8 đến 10 triệu một căn, một trệt một lầu rồi anh chị ạ. Đó là cho thuê nhà trống anh chị nhé. Còn nội thất là mình về mình hoàn thiện bên trong. Thì chủ yếu trên trục đường này là văn phòng công ty là nhiều anh chị ạ, tại vì nó nằm ngay đầu đường vào đấy anh chị. Đấy, nên là mình đầu tư những cái vị trí này thì nó tạo ra dòng tiền cho mình luôn anh chị nhé. Cái lô này thì là nằm trên trục đường 28m, thì vỉa hè của mình mỗi bên được 5m anh chị nhé. Mà vỉa hè 5m thì mình để xe hơi hay là để cho xe cho khách hàng là cực kỳ thoải mái luôn. Và cặp nền này thì hầu như trên trục đường này chỉ có duy nhất cái cặp nền này là em Thọ đánh giá là nó khá là đẹp. Tại vì nó nằm ngay cổng vào của dự án đấy anh chị, còn phía dưới gần vòng xoay cũng có một cặp nền nữa. Nhưng mà cặp nền phía dưới thì nó không bằng cái khúc phía trên này đâu anh chị, vì khúc phía trên là người ta kinh doanh buôn bán rất là tốt. Và cái đường 28m này anh chị này là nó thông lên đường Phan Bội Châu của thành phố Đồng Xoài anh chị nhé. Và đường Phan Bội Châu thì hiện tại đã làm rồi. Đấy, giờ chỉ cần một chút nữa là người ta cho thông đường nữa thôi. Tại vì đường Phan Bội Châu là đã đền bù giải phóng mặt bằng xong xuôi hết rồi. Bây giờ người ta đang làm đường sẵn luôn rồi, chỉ có đợi thông nữa thôi anh chị ạ. Thì giống như lúc trước em nói đấy anh chị, thì trên trục đường này nếu anh chị xây nhà một trệt một lầu lên thì anh chị cho thuê khoảng từ 8 đến 10 triệu một tháng, tại thời điểm này là có người vào thuê ngay anh chị nhé. Tại vì em cũng có thuê nhà đến trục đường này, và trục đường này thì có khá là nhiều anh chị khách hàng đi ngang qua có hỏi em trên trục đường này có nhà cho thuê không. Tại vì cái này ngay đầu cổng đấy chị, cho nên là kinh doanh buôn bán làm ăn gì cũng tốt. Anh chị mà xây hai căn này lên mình cho thuê ấy thì tháng nào mình cũng có dòng tiền, mà cộng với thêm ấy là giá thuê thì nó cũng có thể thay đổi theo thời gian đấy anh chị, chứ không ai cho thuê lâu đâu. Thì thường thì 2 năm người ta tăng giá một lần. Đấy. À, trục đường này thì anh chị mua cái 10 mét này anh chị có thể là làm của để dành và đầu tư trung dài hạn được anh chị nhé. Vì 10 mét thì kinh doanh buôn bán rất là tốt. Và với cái tốc độ xây dựng nhà cửa cũng như là tốc độ gia tăng cái lượng công nhân bên khu công nghiệp Đồng Xoài 3 ngày càng nhiều đấy anh chị, thì em Thọ đánh giá thì những cái vị trí đầu đường và đường lớn như vậy thì cái tiềm năng tăng giá của nó cực kỳ cao, và mình đầu tư lâu dài thì rất là tốt anh chị nhé. Thì anh chị khách hàng nào đang xem video này của em Thọ mà có duyên đầu tư lô đất này, một lô đất kinh doanh buôn bán ngay lập tức, thì cứ gọi về cho em qua số điện thoại là 0983023974. Còn nếu anh chị khách hàng nào quan tâm đến cặp nền này mà mình muốn thương lượng giá thì cứ báo về cho em, rồi em sẽ điện trực tiếp cho chủ đất để thương lượng giá anh chị nhé. Đấy. Tại vì chủ đất thì ở Đồng Xoài, cho nên là chú có nói là nếu mà khách hàng nào thiện chí ấy thì có thể gặp chú để thương lượng giá trực tiếp luôn. Và cái cặp nền này thì cũng có bán lô lẻ luôn anh chị nhé. Thì anh chị mua một lô cũng được, mà mua cùng lúc hai lô cũng được anh chị ạ. Thì em xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị khách hàng đã xem video này của em. Em chúc anh chị sức khỏe và thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những video tiếp theo ạ.